2006 em ở Thanh Bình, hiện tại thì em đang làm giờ ở Hà Nội. Công việc chính là công việc chính là gần như là full time của em, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ. Tại em đang là marketing. Em không nghĩ đến, em chưa nghĩ, em nghĩ em chỉ phải làm marketing. Với đồng minh thì bảo là một chủ sở một tháng xong rồi đến Hà Nội, thì em đã lưu cho em là 7 triệu thì mới là đủ để sinh hoạt và trả tiền nhà và trả tiền nhà và sinh hoạt đó, với lại một số giao lưu, với lại anh em ở công ty là cũng chỉ là vừa chứ chưa chung là để ra được, chưa bao giờ để ra được tiền và em cũng chưa bao giờ cho được em một nghìn nào cả. Giờ mức lương thì nó thấp hơn là 50 triệu.